giờ chúng ta nhé. Vâng. Bao nhiêu phút ạ? Được, chạy được. Một thằng cho đẩy vào con đi. Xuống đây khởi động nha. Là bắt quả nữa. Xuống được. Vứt quả bóng vào. Tác nghiệp đừng cũng như là trước nha. Nắn nót qua này anh ơi, nắn nót đi. Nắn
Đây. Nắn nót đi anh ơi. Đá thấp thì anh, đá cao mất công chậm nữa. Đá thấp quả bóng thôi, mình có thời gian đâu. Tiết kiệm những cái thời gian này. Rứa chưa? Có, để nguyên máy mà. Mày quá phải quay lại đường. Tập trung vào, tập trung vào. Ai rồi Tuấn? Con ngọn đi đã giải à? À đội mày đấy á? Tôi chuẩn đã tin khắc được nó rồi. Mình đứng chủ động mà. Chấn rồng nha. Ơ? Mày mau mà anh. Kệ người ta đi. Chơi vai gì? Cái thằng đi chạy. Mày thêm góc này. Chạy đây. Hai người kìa. Đá cánh mà quay. Đừng tái vào. Đừng. Bồi vàng thế. Cái nào lụm đồ thì cứ để cho lụm. Chạy lên. Được kìa đây, được. Trời ơi. Mình nó lại. Quay lên rồi. Chết chưa? Ôi. Sút được. Sút. Hãy ơi. Gồng. Cánh Minh. Nhanh nhỉ. Ôi ơi, đã cánh bắt người chân cường thắng rồi ơi. Ôi ơi. Hiền. Đây. Được.
Đá đi. Wow. được đạt đây. Che bóng nè. Lên đặt. Anh ơi. Đá đi đá. Hay. Chút. Hay. Đéo gói được rồi. Ăn mừng đéo gói được. Ăn mừng. Ê, có pha solo thằng em cũng quay cho nữa. Anh em cái này chết thôi. Anh em ấy thì giờ như mày coi. Tao đi ăn mừng. Ê, Hoàng đứng quay đi em. Đứng quay chân tụ vào. Quay thì phải em đổi ca nhặt bóng đó. Máy mà khi nãy mình quay được quả tự nhiên. Lấy lại cánh này. Thôi mất đất rồi. Đi phát toàn những người lạ mà. Đi 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 nào kìa. Đi đi bây giờ mới dậy 15 phút hết rồi không ạ? Thật là cha bình thường bây giờ mới dậy. Lên sâu vào hay nó cứ lên đi.
nước em ơi. Hay rồi, hay rồi. Trần Hoa. Quan trọng lắm, mình quan trọng là trận xong là không quá rồi. Không có quả sao đâu. Cái là siêu phẩm. Có ba quả. Sau đó mà là nửa. Anh ơi, em nhặt xí. Lúc vào đấy làm gì mới được cái này. Cứng chân. Hãy thôi. Khoảng ra đây. Khoảng nha. Quý thật không? Bóng sống đây. Bên đây này, cánh này, nhà nhà chạy. Tân này, bóng sống chút thẳng vào côn ngay, tập với nó quen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai, ngoài đây. Ơi, im. Em quay có chuyên môn đấy. Vậy Huy luôn. Huy thoáng kia. Chậm rồi. Thôi bỏ đi anh, bỏ đi. Nốt nốt quả này rồi. Giống đồng nhỉ? Em đâu?
được. Anh ta chạy, chạy được, chạy được. Ôi nói kìa. Nhà thoáng nhá. Để ra quay ông Hoàng. Từ đá đạt. Trời ơi. Đá đi. Tuấn Thoáng. Bỏ nhà. Siêu bác cô tay. Phía ra nghỉ em ạ. Ra nghỉ. Hả? Thôi, ra nghỉ. Hoàng vào thay cho đi. Anh Tuấn này, về đá giữa nhiều vào. Về giữa để cho Hoàng trên chạy em. Hoàng Hoàng ra giữa gì đó. Lấy lên Hoàng. Lấy cao không đi. Một thằng lên thôi, Tuấn ở giữa hỗ trợ. Chắc vào.